Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Xuất khẩu gạo đã mang về 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ về giá trị, khối lượng cũng đạt mức tăng trưởng 22%. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây cũng là mặt hàng mang lại những kỳ vọng lạc quan về xuất khẩu trong bối cảnh lạm phát tăng cao, đặt ra nhiều rủi ro với kinh tế toàn cầu. Hiện tượng thời tiết El Nino quay trở lại trong năm nay sau 3 năm liên tiếp xuất hiện La Nina đang khiến nhiều quốc gia ngồi trên đống lửa. Khác với các loại nông sản khác như ngô và lúa mì, sản lượng gạo toàn cầu sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi El Nino. Tiếp theo sẽ là chi tiết bảng giá lúa gạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang như sau: IR 50404 6.300 đến 6.400 đồng một ký, OM 380 6.400 đến 6.500 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM 5451 6.700 đến 6.800 đồng một ký, OM 18 6.700 đến 6.900 đồng một ký, Nàng Hoa Chín từ 6.900 cho đến 7.100 đồng một ký, RVT 6.900 đến 7.100 đồng một ký, DS1 8.600 đến 8.800 đồng một ký, ST21 7.000 đến 7.100 đồng một ký, ST24, ST25 7.200 đến 7.400 đồng một ký, OM 2517 6.800 đến 7.000 đồng một ký và Jasmine từ mức dao động 6.900 cho đến 7.000 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau: Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM 18 6.600 đến 6.800 đồng một ký, Nàng Hoa Chín 6.600 đến 6.800 đồng một ký, IR 504 6.700 đến 6.900 đồng một ký, OM 5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Nếp Khô Long An 7.700 đến 7.900 đồng một ký, Nếp Tươi An Giang từ 6.000 cho đến 6.300 đồng một ký, Nếp Khô An Giang 7.400 đến 7.600 đồng một ký, gạo nguyên liệu 10.200 đến 10.250 đồng một ký, gạo thành phẩm 11.650 đến 11.700 đồng một ký, tấm 9.700 đến 9.800 đồng một ký, cám 7.300 đến 7.350 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau: Tài Nguyên 7.000 đến 7.200 đồng một ký, Đài Thanh 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, IR 50404 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM 4900 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM 5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM 18 từ 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Nàng Hoa 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 7.000 đến 7.100 đồng một ký, VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.100 đến 7.300 đồng một ký, ST25 từ 7.300 cho đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang như sau: Đài Thơm 8 7.900 đến 8.100 đồng một ký, IR 50404 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM 4900 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM 5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM 18 6.900 đến 7.000 đồng một ký, OM 380 6.200 đến 6.400 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 8.000 đến 8.100 đồng một ký, VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.400 đến 7.600 đồng một ký, Jasmine 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long như sau: IR 50404 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM 4900 từ 6.700 đến 6.900 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang: OM 380 7.000 đến 7.200 đồng một ký, IR 50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Nàng Hoa Chín 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký,
OM5451 6.400 cho đến 6.600 đồng một ký. OM18 7.700 đến 7.800 đồng một ký. ST21 7.100 đến 7.300 đồng một ký. ST24, ST25 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Chắc pin 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Và Chavonica từ 7.000 cho đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An như sau: OM380 6.400 đến 6.600 đồng một ký. IR50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký. OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM18 từ 6.700 cho đến 6.900 đồng một ký. Nếp tươi Long An từ 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Jasmine 7.200 đến 7.300 đồng một ký. ST25 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Nàng Hoa 9 từ 6.800 cho đến 7.000 đồng một ký. Và OM4900 từ 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau: OM576 6.500 đến 6.700 đồng một ký. IR504 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký. OM5451 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM6976 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM4900 6.800 đến 6.900 đồng một ký. OM4218 6.700 cho đến 6.900 đồng một ký. Tài Chợ Lẻ giá thường 11.500 đến 12.500 đồng một ký. Giá sắc minh 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Kẹo sóc thường 15.000 đồng một ký. Nếp ruột 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Gạo nền nhen 22.000 đồng một ký. Gạo thân thát dài 18 đến 19.000 đồng một ký. Gạo hương lài 19.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng một ký. Nàng hoa 18.500 đồng một ký. Sóc thái 18.000 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký. Gạo Nhật 22.000 đồng một ký. Và cám là từ 8.500 cho đến 9.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.